chào các anh chị ạ. Ở lại đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư muộn phiền. Ngại ngùng chỉ vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình ơi, dù lòng anh đổi thay, trái tim tôi vẫn mong anh được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay như giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp lắm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình giọt nước mắt góp cho người đi. Ngày mới vui vẻ với béo mọi người ơi. Hello chị Nguyễn Dung nha. Bao lại với em gái đi mọi người ơi. Không duyên rồi chị ơi. Hello chị Phương, hello chị Hiền. Hầu như bài nào tiết ca cũng biết ha. Kho tàng âm nhạc. Ở lại đây chỉ còn em với anh, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chỉ vì mây mai cánh xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình ơi, dù lòng anh đổi thay, trái tim tôi vẫn mong anh được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay như giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp lắm sao, lòng quặn đau nhìn về xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt góp cho người đi. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay như giấc mơ mà thôi. Ngày vui ta bên nhau ôi đẹp lắm sao, lòng quặn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt góp cho. Chị bên chia sẻ bộ sẻ cho em gái nghe. Hello anh Duẩn, Liên Nguyễn. Dạ anh chị mình chia sẻ giúp em chứ. Anh chị mình chia sẻ giúp em nhé mọi người ơi. Ăn cơm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi anh chị ơi, anh chị mình mấy bữa trưa trưa ngày hôm qua không có like, hôm nay trưa nay em like rồi. Các anh chị mình hỏi quá trời quá đất luôn. À, vậy vậy hôm nay em đem like các anh chị mình phải chia sẻ cho em nghe. Phương Tử. Có vui vẫn vui cùng nhau, mình anh em tri kỷ, đời thua tôi vẫn bên bàn. Đời cho vinh quang hay là trái ngang, khúc cua ngoặt khiêng chúng ta suy tàn. Chỉ khi bên nhau không tính hơn thua sẽ không đổi thay.
Nghe được ok chưa mọi người? Hello Phùng Thị Phương, hát hay quá vậy, cảm ơn trời nha. Chứ tình đâu sẽ mua bằng tiền đâu, nghèo khó gắn bó đi lên phải đi cùng nhau. Vượt sóng gió dẫu có khó khăn vẫn luôn kề vai, quyết không hài lòng. Trên có quan công ông luôn chiếu soi tâm lòng ta. Có tiền ta sẽ mua được cuộc chơi, còn nghèo khó chung ghét chung khinh, biểu môi cười chê. Đời là thế lắm kẻ tiểu nhân, quay quanh dạ thưa khóc câu lóc lừa. Ta trong tay anh em ngó lơ, cuối mặt làm ngơ. Mình anh em chi kỷ có vui vẫn vui cùng nhau. Mình anh em chi kỷ nhau không tính hơn thua sẽ không đổi thay. Hey! Thích tiếng hát bài này hả? Gửi anh chị yêu cầu quá trời luôn. Cảm ơn anh chị. Thích thì nhớ chia sẻ cho Miến nha. Có tiền ta sẽ mua được cuộc chơi, còn nghèo khó chung ghét chung khinh, biểu môi cười chê. Đời là thế lắm kẻ tiểu nhân, quây quanh già thưa thốt câu lọc lừa. Ta trắng tay anh em ngó lơ, cuối mặt làm ngơ. Mình anh em chi kỷ có vui vẫn vui cùng nhau. Mình anh em chi kỷ không tính hơn thua sẽ không đổi thay. Ê sa ê sa bo na ê sa ê sa bo, ê sa ê sa bo na chu mo ê sa bo. Có vui vẫn vui vẫn vui cùng nhau. Mình anh em chi kỷ cho vinh quang ai là trái ngon, khúc cua ngoặc khiến chúng ta suy tàn. Chỉ khi bên nhau không tính hơn thua sẽ không đổi thay. Rõ ràng hơn, quá rõ ràng luôn. Có tiền của bạn bên tôi, hết tiền cái bạn bên người khác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, anh chị nào nãy giờ muốn đặt hàng bên nhà em á, mà mình chưa để số là đồng nghĩa với việc là nhà em sẽ không giao được hàng cho mình đâu nha mọi người nha. Muốn đặt hàng, muốn kiểm tra đơn hàng của mình, muốn được tư vấn rõ ràng hơn từng dòng sản phẩm bên nhà em, thì tất cả những cái vấn đề đó thì các anh chị phải hỗ trợ bên nhà em bằng cách là để lại số điện thoại bên dưới nha. Bài này bà tin gì, bài này là biệt tri kỷ á. Mình có thể lên YouTube Ý Như My để nghe bài này ha. Hẹn gì giàu này chị mất hết bạn, chị sợ lắm luôn. Nói chống nắng nhà em 350 nha. Nãy giờ hát mà có nhiều anh chị hỏi chống nắng quá trời quá đất luôn. Chống nắng nhà em là dạng chống nắng phổ rộng với mọi người nha. À, chống nắng bảo vệ làn da của mình tối ưu nhất luôn. Đặc biệt là những anh chị nào mà đang làm da, mình đang tái tạo da, điều trị da thì mình sử dụng cái chống nắng này thì quá ok luôn các anh chị. 350.000 đến từ Hàn Quốc nha. Đó, chống lão hóa da luôn các anh chị. Vừa chống nắng, vừa bảo vệ da mà vừa chống được lại oxy hóa.